Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì trước mặt các bạn đây là một trình duyệt web về trình duyệt Brain này thì khá là nhiều bạn ấy rồi. Các bạn thể lên Google đây. Đây là cái trang chủ của nó, mình đã down trình duyệt về rồi. Các bạn thể lên Google này. Đấy, Google. Các bạn search cho mình Brain. Đây. Khi mà các bạn search nó xong thì các bạn sẽ lên gặp được cái trình duyệt này. Các bạn vào CH Play, hiện tại thì trình duyệt chỉ có ở trên Android thôi. Nên là các bạn có thể vào CH Play Brain này, các bạn search đúng cái dòng này ở trên CH Play để các bạn tìm ra cái app ở trên Android. Rất là hay. Ok, mục tiêu ở cái clip này mình sẽ nói ở ba vấn đề. Đó chính là một là giới thiệu về web, hai là làm nào để cái web giới thiệu về cái trình duyệt này, hai làm sao để trình duyệt này kiếm được tiền, và ba làm thế nào để chuyển được tiền từ trình duyệt này thành tiền Việt Nam. Ok, ba yếu tố. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về trình duyệt cho các bạn. Ở đây thì các bạn có thể đọc, các bạn phải download này, download về Windows đọc này. Ở đây thì về trình duyệt mình đánh giá được cho được nó là hai yếu tố là ok nhất. Nó có rất nhiều yếu tố nhưng mà hai yếu tố ok nhất đó chính là yếu tố là các bạn sử dụng trình duyệt đã kiếm được tiền, thứ là quan trọng nhất, và yếu tố quan trọng không kém nó thực ra thì cái yếu tố này thì nhiều bạn có thể bảo rằng là chúng ta có thể nhiều trình duyệt khác nhau nhưng mà yếu tố là nhiều thứ khác nhau, đó là yếu tố chặn quảng cáo. Như các bạn xem ở trên, ví dụ như ở cái phim này chẳng hạn, mình xem ở trên vuivphim.com chẳng hạn, đây xem này, thì bình thường thì nó sẽ bị quảng cáo và mình sẽ không thể, có nghĩa là khi các bạn xem thì quảng cáo nó sẽ là thế này bay ở trên này, không phải chỉ những phim này đâu, kể cả khi các bạn xem ở trên YouTube đây, đây sẽ bạn xem trên YouTube hay là bất cứ xem phim đâu, nói chung là bất cứ ở nơi đâu nó có quảng cáo thì các bạn đều bị chặn, đều bị bay quảng cáo cả. Nhưng đối với thằng này thì các bạn nhìn thấy ở góc này 596 cái quảng cáo mà nó đã block cho các bạn. Thì đối với con web này á thì ở đây mình đã kiếm được 0.1 BAT, tương đương khoảng 0.02 đô la. Ok, thì ở góc ở bên trên này nó có một cái hình, thì ở đây mình tạm tắt cái này đi để cho các bạn thấy. Đây, đây. Tạm tắt đi nhá. Thì ở góc này này, kích vào phần này thì nó sẽ có cái ở đây nói là lòng can đảm. Đây, ở góc này này, đây các bạn nhìn này. Đấy. Cái phần này thì khi các bạn ở đây chúng là app fan, có nghĩa là các bạn có thể đầu tư vào. Còn đây là reward setting, các bạn kích vào phần này. Đây là phần kiếm tiền của chúng ta đúng không? Đây là phần quan trọng nhất, đó là phần kiếm tiền. Thì ở đây phần kiếm tiền thì các bạn kích vào phần này, ở đây là có 0.0 bát BAT, thì hiện tại là nó vẫn chưa được pending reward là 0.1 ở đây nhá. Cái quan trọng nhất này, đây là cái phần này. Thì các bạn nếu như không muốn kiếm tiền nữa thì các bạn ấn vào đây để tắt đi. Còn muốn kiếm tiền ấn vào đây là tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái phần setting ở góc này. Thì đối với setting ở góc này thì các bạn sẽ có thể lựa chọn là một quảng cáo cho 1 giờ, hay 2 quảng cáo cho 1 giờ, hoặc là 5 quảng cáo cho 1 giờ. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ xong, bạn cài đặt cho xong, bạn muốn bao quảng cáo, càng nhiều quảng cáo chúng ta sẽ có càng nhiều tiền. Để ở đây 7 đây, ở đây là cái những cái quảng cáo mà các bạn đã chặn up to 23 45 đô money payment 23 4.5 đô. Đây đây là cái tháng bên mình 23 là cái ấy của nó thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có được là cái khi nào các bạn có bác ở đây này. Thì bây giờ chúng ta đã là cái phần chúng ta rút rút được tiền đúng không? Cái phần này là phần quan trọng. Thực ra thì tất cả các bạn đều biết về web lại cái trình duyệt này rồi, mình sẽ không nói nhiều ở trình duyệt này nữa về các tính năng là làm nào để kiếm được tiền. Các bạn kích vào đây thì ở chỗ này này, nó vẫn chưa có. Mình kích vào đây để chúng ta xem quảng cáo, hoặc là các bạn bản thân ở trên cái thằng thằng này, cái thằng ấy này nó cũng có hướng dẫn cho các bạn này này làm sao ở đây luôn này. Đâu nhỉ? Tìm. Đây,
ớt này, đấy các bạn loát mo này, làm thế nào để kiếm được tiền thì ở đây bản thân nó có một cái clip đây các bạn có thể xem. Nói chung là cái phần khó nhất đó là làm thế nào để rút được tiền về. Ok, thì rút được tiền về rất là đơn giản, các bạn ấn vào phần withdraw ở đây. Thì ở đây thì muốn rút được tiền về các bạn cần phải, nó sẽ đưa các bạn đến một cái này nó giống như kiểu là một dạng ví của một dạng ví. Thì các bạn cần phải tạo ra một cái ví này, create account, tạo thêm các kiểu đấy, nó chuyển sang đây Upwood này, các bạn tạo đi. Tạo xong rồi nhé, sau khi có dạng ví xong thì các bạn xem cái hướng dẫn, link hướng dẫn mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới, các bạn quay lại phần nhớ tạo ví, chuyển tiền về ví đấy. Quay lại kênh chính tích của mình, các bạn sẽ chính tích bạn để đánh ít buồn đi đấy. Mình sẽ để cái đây hướng dẫn này đấy, cái hướng dẫn chi tiết này thì các bạn nhớ xem. Đây là quá trình mình chuyển tiền này, tiền của mình về banh đấy, từ rất lâu rồi, mình làm từ ngày 28 tháng 7 năm 2018, khá lâu rồi đúng không, bây giờ là 2020, mình đã làm khá lâu rồi về cái clip này đây, 28 tháng 7, ôi 2018 lâu chưa, lâu vãi chưởng, tôi đã có tư duy này rồi, nói chung là làm từ rất lâu rồi. Ok, thì ở đây mình sẽ vào hẳn Bitmoon cho bạn, nói qua nếu như đối với đồng này thì các bạn sẽ phải làm như nào. Hiện tại thì đối cái đồng này là nó tên là đồng BAT, có nghĩa là BAT nhé. Các bạn vào sàn Bitmoon này này, các bạn sau khi các bạn phải nắm được hiểu rõ về Bitmoon rồi nhá, các bạn hiểu rõ về những cái kiến thức ở trên clip này này thì các bạn mới phải làm được. Các bạn ấn vào BAT. Sau khi các bạn ấn về BAT thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy đây, Basic Token, các bạn kích vào nó, đây kích vào nó này, search này, loát hơi lâu một chút, đây bấm giá mua bán này, đây hoặc là mua bán này, hoặc là đây nó đang loạt dữ liệu. Ok, các bạn thể nhìn thấy đây, BAT của chúng ta Basic Token đây, thì đây là giá nó đang lên đấy. Các bạn thể nhìn thấy là với chiều hướng này thì BAT của chúng ta đang lên, giá mua vào giá bán ra 5.722 đồng, tương đương với 1 BAT thì tương đương vậy. Đó là các bạn cứ sử dụng trình duyệt này đi, thì nếu như chẳng may nó lên thì cũng ok, các bạn có thể là đầu tư vào nó, cảm thấy trình duyệt nó ok thì các bạn có thể đầu tư vào nó bằng cách là bỏ tiền Việt Nam ra đầu tư vào ở đồng này. Cái này thì ở trên kênh mình cũng có hướng dẫn cho các bạn rồi, các bạn có thể xem lại cái video mới nhất, cái phần đầu tư tham khảo thêm về cái video mới nhất thì ở trên kênh mình đây, cái phần Ok, xin chào. video mới nhất mình kích vào phần video nhé, cái đây kiếm tiền trên sàn giao dịch đây, các bạn thể xem cái video mới nhất này. Thì mình sẽ để cho các bạn hai video ở dưới phần mô tả, đó chính là hai video này thì các bạn thể tham khảo thêm để mà có thể kiếm thêm nhiều tiền nếu như các bạn có hứng thú về đồng coin này, còn nếu như không có hứng thú thì cứ sử dụng trình duyệt này là Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh. đây các bạn mình sẽ để hai video này cho các bạn, và nếu như các bạn không có hứng thú thì có thể sử dụng trình duyệt này chỉ để kiếm tiền thôi được, hoặc là cứ sử dụng trình duyệt này mà xem YouTube, nhưng mà đừng xem video của mình nhé, vì nếu như các bạn xem video của mình thì mình sẽ không có tiền mà, nên là các bạn đừng xem video của mình, các bạn đừng nếu như các bạn xem video của mình thì lên sử dụng trình duyệt khác, hoặc là đừng chặn quảng cáo. Các bạn xem phim như này thì được, đây xem mấy bộ phim ở trên những web phim các bạn có thể xem nó, vì các bạn sẽ không phải bị quá trình quảng cáo ấy được, đâm ra các bạn cứ thoải mái mà ngồi xem cái phim này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, thì khá nhiều bạn đã biết về cái trình duyệt này rồi, thực ra là mình cũng giới thiệu sau thôi, dù sao thì các bạn search lên YouTube thì cũng có khá nhiều video để mà giới thiệu về trình duyệt này, nhưng mà mình đảm bảo các bạn là có những cái không ai nói cho các bạn biết được là làm thế nào để mà chuyển tiền về ngân hàng Việt Nam cho thật là dễ dàng nhất, và quan trọng nhất là không phải là tiền về ngân hàng Việt Nam đấy, chứ như các bạn chỉ nghĩ vài đồng nhỏ ở trong ngân hàng Việt Nam thì nó quá kém, chúng ta phải nghĩ xa hơn. Các bạn có thể xem video này hướng dẫn làm kiếm tiền dễ dàng với sàn giao dịch, cái này mới là cái mà chúng ta cần phải hướng tới, có nghĩa là các bạn cần phải kiếm được nhiều hơn là những cái đồng nhỏ như thế này. Chúng ta hướng tới, nên ra nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả bạn và
Đương nhiên là mình không hề muốn các bạn kiếm vài đồng nhỏ từ trình duyệt như này thì rất là bình thường, không đáng. Hoặc không, các bạn có thể quay lại kênh Coin Việt Nam của mình, đúng không? Để xem những cái hướng dẫn đầu tư có thể kiếm được 10 đô một ngày. Đấy. Xem kênh trên kênh Coin Việt Nam của mình. Đây, trên kênh Coin Việt Nam của mình các bạn thể vào đây. Hay Đấy. hay ha. Các bạn thể xem thấy là mình đã làm web đầu tư mỗi ngày, sau đó thì các bạn thể xem cập nhật rút tiền ở kênh chính tích này, các bạn phải nhìn thấy được là quá trình mình rút tiền ở trên kênh chính tích này như nào, tiền về như nào, nên là ngóng tích đại khái là như vậy. Sau đó thì các bạn cũng có thể xem mình livestream ở đây, mỗi tối mình livestream ở đây để mà gặp gặp mình và đặt câu hỏi và cùng nhau trò chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.